Alamos, Zoconta, Homus, Alo. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ ba. Và đây là màn hình máy của game thủ No 1 cầm Summerdian, một mình một góc. Bên kia loáng thoáng qua thấy một Kata một xe, không cần biết cái gì nữa rồi. Hai Kata một xe của Vinwan là con của các cầu thủ phía team Hà Nội. Hai Kata một xe của Vinwan. Hai Kata ra đầu cánh, xe Vinwan trong cánh. Và hai Kata nhà cực giàu thì đấy cũng là một trận thi đấu khó khăn cho các cầu thủ phía team Liên Quân. Và đây là màn hình máy AC của cái thủ Black. AC, đây là Baby. Baby đầu cánh, AC trong cánh. Baby của ngoại hổ Tàng Long vẫn đang có một cái bài được. Voi đã có heal 7 luôn, nhưng heal hơi xa. Còn Mèo cầm hit trong cánh rồi, này thì tươi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để xem đầu cánh của Mèo cầm Summerdian có làm ăn được gì không. Nhà Mèo một bài lại xấu, không phải đẹp của Mèo nữa rồi. Bài này cực xấu, toàn thường dừa thôi. Có mỗi bãi một bãi quả ngay một bãi quả phụ ngay gần bãi quả chính. Chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ ngoại hổ Tàng Long xem thế nào. Summerdian hay thôi à? Không, nhưng mà Summerdian lại cũng chưa có đồ ăn gì cả. Summerdian chưa có đồ lùa về, vậy thì đến với No 1 xem thì cũng hơi tù tội. Thì đến với lại Babylon thôi. Babylon của game thủ Long Lém Linh. Vâng, trận này thì lách lắm đông được cầm AC và anh sẽ lại cầm chủ lực. Chúng ta cùng chờ đợi và đến với một cái trận mà game thủ Black anh cầm chủ lực. Xem Black anh cầm chủ lực như thế nào. Vâng, quay lại màn hình máy của game thủ Babylon do ngoại hổ Tàng Long cầm thôi. Ngoại hổ Tàng Long anh đang chuẩn bị thiết kế để có thể vang dân lên để thiết kế một chiếc BS. Ba con hiêu sẽ được lùa về chiếc BS, đấy là điều chắc chắn. Nhưng con voi câu, cẩn thận chết dân. Rất may cho game thủ Black là không chết dân cho ông turn này. Turn này mà chết dân thực sự là hơi mệt. Vâng, bắt đầu câu con voi ở khá xa về nhà chính nhà mình. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại màn hình máy của game thủ ngoại hổ Tàng Long thôi. Đây thì ngoại hổ Tàng Long đang câu con voi thứ ba về với nhà chính nhà của mình. Một bài cầm Babylon khá tươi. Và những con hiêu kia, những con hiêu lẻ kia sẽ được lùa về với chiếc BS để cho ngoại hổ Tàng Long có thể dễ dàng thiết kế, dễ dàng ép đời và có thể đỡ tốn gỗ thiết kế những chiếc nhà BM cũng như là BL sớm. Ba con hiêu này liệu kết hợp với đôi voi kia thì còn có đủ để cho ngoại hổ Tàng Long lên đời hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tôi nghĩ là vẫn sẽ đủ thôi. Nhưng chủ yếu lên đời xong vẫn cần một bãi quả nữa để cho cái thủ ngoại hổ Tàng Long anh có thể ép đời được. Một bãi hiêu 7 nhưng làm sao phải về được với chiếc BS cũng như về với nhà chính thì ngoại hổ Tàng Long mới có thể ép đời phũ và lên đời thì sóc lòng con ngựa giò. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại màn hình của máy ở game thủ ngoại hổ Tàng Long thôi. Một bài mà game thủ Long Lém Lỉnh anh đang có một trận cầm Babylon thực sự là cũng hơi yếu. Sẽ vẫn phải kích đời ở đầu 11 với một cái bài mà ăn toàn hiêu voi và không có quả. Quay đến với màn hình máy Mèo Mèo xem Mèo Mèo thế nào. Cầm hit đi,
Thật sự là quá xấu một trận thi đấu. Black thì sao? Black lắm lồng. Đây, 25 trên 28 cũng quá xấu luôn. No 1. À, đây 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 no 1 đây. 25 trên 32. Đây là BL. Còn BM đóng ở đâu đấy thì đóng thôi. Đây là BM. Rồi. Vậy là một bài anh đang bo bế cái hốc. Một cái hốc mà chỉ ăn được rừng, có lẽ không vẽ được ruộng. Cùng lắm vẽ được hai cái ruộng, thế là quá nhiều rồi. Ngựa giò Tuấn liều mạng đã đến. Xong rồi, nhốt con ngựa giò vào đây, không nhốt kịp. Ơ, còn quá nhiều lỗ. Quá đen cho cái thủ nâu một, một bài mà anh đã có ý đồ, một ý tưởng hay. Một ý tưởng hay để nhốt con ngựa giò game thủ chuồn chuồn vào. Nhưng mà có lẽ là sẽ không thành công. Đóng thêm những chiếc nhà BE để cho nâu một anh có thể giữ được bãi vàng. Và sau đấy là bãi vàng này cũng như những bãi an hoàng, kiểu gì game thủ Tuấn liều mạng anh sẽ công vào thôi. Một con voi, một con voi. Đây rồi, đã thấy xác con voi. Và đây là nhà của núi liều mạng. Núi liều mạng là người cầm Katharian. Phải chăng là hai Katharian là cùng một cánh? Bên kia là một Minoan và một Seng. Căng thẳng. Tiếp tục về nhà ăn hoang hay là vẽ ruộng? Về nhà ăn hoang. À, đi ăn hoang hay là về nhà vẽ ruộng, chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định của game thủ No 1. Đây là một bãi ăn hoang của game thủ chuồn chuồn và có quẩy sinh ra. Như vậy là nhà của chuồn chuồn rất gần với nhà của game thủ rất gần với nhà của game thủ No 1 rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi con ngựa giò của No 1 đã chết. Và đây là một chiếc BG sao? Một chiếc BP. Vẫn chưa có BG để vẽ ruộng. Quẩy đứng bên trong để quẩy để cho con lạc đà cũng như con ngựa giò có thể sơ mú. Cung tê được sinh ra để có thể chơi với con ngựa giò cũng như là con quẩy của game thủ chuồn chuồn 23-60. Timeline nói chung là cực bé. Ra phải chơi con quẩy, chơi con quẩy này sẽ có những con quẩy khác. Quẩy thực ra nó chỉ có 10 đá thôi. Chính vì thế mà cái việc có quẩy để chơi được vào bãi vàng của No 1 là việc đơn giản, không có cái gì cả. Bây giờ thì cả núi liều mạng đang bị game thủ No 1 công vào. Nhưng mà thực sự là cái việc mà chuồn chuồn công vào nó gắt cao hơn rất nhiều. À, đen luôn, đúng rồi, đen luôn. Bãi vàng này liệu có thể còn cái gì xử lý? Con cung R phải đi vòng. Cung R phải đi vòng chứ không có cái chuyện mà cung R ấy được. Đúng rồi, phải đi vòng. Đây là một bài mà hai anh đang đánh solo với nhau. Một người cầm Katha, còn một người cầm Summerian. Lợi thế cho Summerian rất lớn. Nhưng bây giờ những con phù thủy hoạt động không được tốt, không phù được những con lạc đà. Thôi xong rồi. Không vào được. Hay. Vẫn chưa vào được. Vậy bãi vàng vẫn có thể ăn đồ bãi vàng nhưng vẫn có thể xong được phù. Bãi vàng bị công và liên tục nhưng chúng ta có thể thấy cái việc xong phù nó vẫn đơn giản hơn rất nhiều. Rất dễ dàng để xong được một con phù thủy. Chính vì thế mà game thủ No 1 anh vẫn đang có một cái bài vẫn có một cái bài cầm Summer và vẫn có thể cầm cự đối với Katharian của game thủ chuồn chuồn. Thế là tốt lắm rồi. 23-60 nhưng chủ yếu là bây giờ chuồn chuồn với yên hoang thì chuồn chuồn bất lợi. Thì chuồn chuồn để đánh mất lợi thế. Nhưng mà chuồn chuồn mà là người vẽ ruộng tại nhà thì bây giờ chuồn chuồn sẽ đang cực khỏe rồi. Nhưng những con lạc đà chuồn chuồn sẽ được vắt cực đều. Cứ sóc một con phù và sau đấy là sẽ lăn quay ra chết. Chuồn chuồn đã đen đúng một con lạc đà mà game thủ No 1 hù được. Quá đen cho No 1. Đây là một trận thi đấu mà anh đã cầm cự đến giờ phút này đây. Thì có lẽ là tuyệt vời lắm rồi. Bãi quả ăn hoang dường như là đã ăn hết. Không, vẫn còn. Ở đây quay đến với màn hình máy Hitty. 48-56 là time của game thủ Meo Meo thời điểm hiện tại. Một bài Meo Meo vẫn chưa thể đẩy quân đi đâu. Khi mà nhà của anh một bài cực kỳ xấu. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Meo Meo một người chém phũ. Và anh sẽ cầm chủ lực cái bài Hitty này như thế nào. Rất khó để cầm khi mà nhà là cực kỳ thoáng. Đây là màn hình máy của Babylon. Babylon là của game thủ Ngọa Hổ Tàng Long. 31-60 là của Ngọa Hổ Tàng Long. Và bây giờ thì Phúc Cảm Tử đang công vào. Phúc Cảm Tử là người cầm xe. Căng rồi. Phúc Cảm Tử là người cầm xe. Mỹ Đình cầm xe một trận thi đấu mà dường như là nhà Mỹ Đình ở trong cánh. Đây là cung R Black đang được đẩy ra. Đây là lách lắm lông. Đây rồi. Lách lắm lông. 49-56 một bài mà lách lắm lông cực xấu nhưng anh vẫn đang thi đấu rất gấu khi mà cầm AC.
một bài xấu, nhưng anh vẫn đang thi đấu cực kỳ gấu. 52/56 là time của game thủ Black ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì soi time, năm nay vẫn cân, không chưa có gì đột biến cả. Nhưng chủ yếu là meo meo thôi, meo meo cần phải đẩy quân phú vàng hơn, đánh về lâu về dài mình sẽ bị bất lợi. Khi bên mình có một nhà Hitty không thể cầm chủ lực lâu được. Bởi vì meo meo, chúng ta đã có thể thấy, meo meo một nhà quá đuối rừng và quá thoáng. Còn nhà của AC này thì cũng thế thôi. Nhà AC này thì nói chung là nó chống đủ các mặt. Nhưng Black anh vẫn đang cầm chủ lực rất tốt với một cái bài như thế này. Bài mà anh đã bị núi liều mạng, chém quấy quá đau đớn rồi. Còn chém này là chém của cái gì? Bên kia có hai Katha, một miệng, một Minwan. Phải chăng đây là một Katha, Katharian đánh chém, chứ không phải là Katharian đánh lạc đà. Rất vũ vàng dành cho các cầu thủ phía team Hà Nội. Anh vẫn đang cực bay với những chiến thắng quá oanh liệt. Chém đó là chém 4. Bảo sao nó chém ruộng nhanh đến như vậy. Phúc Cảm Tử vẫn đang đẩy quân cách cực kỳ tinh tế. Chúng ta có thể đen BB để cho cung R đi. 49/76 như vậy là nhà của cầu thủ ngoại hổ Tàng Long đã bùng. No 1 26/56 meo meo. Meo meo đã đẩy thông được cánh bên này chưa? Đấy mà điều quan trọng nha. Meo meo lúc nào cũng trong tình trạng báo động khi mà núi liều mạng anh đang chém quấy rất tốt trong một trận thi đấu mà anh được cầm Katharian và anh đánh thẳng chém chứ không phải đánh lạc đà. Cắn được một kích chân của game thủ Mỹ Đình. Và bây giờ thì Mỹ Đình có biết anh chưa? Meo meo vẫn đang có một trận cầm cung khá tốt rồi. Đã ăn được hết dân bãi gỗ của game thủ Mỹ Đình nhưng Mỹ Đình chưa biết. Mỹ Đình dường như đã biết để chạy dân rồi. 76/84 vào, không tiếp anh ruộng, tách ra khỏi ruộng. Và sau đấy là Mỹ Đình không biết gì. Bán độ trắng. Không bán. Đây mới chỉ là ấy thôi. Trao đổi độ thôi chứ chưa bán độ. 81/84 là time của game thủ meo meo. Rất gấu. Time line vẫn đang tăng cực đều. Rất tốt trong một trận thi đấu mà meo meo nhà cực xấu. À kia rồi. Ơ đông đấy. No 1 cực đông. Có một bài dâng A của game thủ Tuấn Liều Mạng. Tuấn Liều Mạng này không xong rồi. Có lẽ là meo meo anh chỉ sợ mỗi Tuấn tiền tỷ thôi. Tuấn Liều Mạng không sợ. Đã xong. Dâng A đã bị phát hiện. Và như vậy thì chưa vẫn hở cánh rừng dừa. Mèo, ơ kìa. Mèo mèo biết nhưng mèo mèo lại không chốt e. Phải chăng mèo mèo muốn bẫy? Hay ai ngồi sau mèo mèo có lẽ cần phải nhắc mèo mèo thôi. Chứ không thể để mèo mèo cầm chủ lực. Đấy không, kia cơ. Dường như mèo mèo nghe thấy những lời tôi nói. Mặc dù tôi ngồi tầng 1 và mèo ngồi tầng 6. Nhưng mà anh biết là hở chỗ đấy. Nhưng mà anh lại bò đúng cái chỗ mà nó không hở. Thế mới đều. 91/92 là time của game thủ mèo mèo ở thời điểm hiện tại. Bài này mà không đào vàng và nhảy 4 sớm thì meo meo chết chặt. Chỉ có đào vàng thì 4 sớm mà do đấy là chơi chay C thôi. Đây là Summerian của game thủ No 1. Vâng, Seng 58 dân rồi. Vừa chết về tầm 20 dân đối với game thủ meo meo. Đây là Babylon. Đây Babylon là 19/24. Thế còn phụ thuộc vào AC xem thế nào. AC của Lách Lắm Lông. Lách Lắm Lông đang bị ốp. Một tên mà cả ba nhà cùng ốp ở nhà Lách Lắm Lông. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Lách Lắm Lông anh sẽ thủ trong tên này. Nhưng chủ yếu là có chết nhiều dân hay không thôi. Bãi ruộng chính thì đen nó ra để mà chạy. Lách Lắm Lông ơ kìa. Đúng là Lách Lắm Lông. Anh không lắm tay. Nhưng mà anh lại không biết hạn chế cái việc đấy. Timeline mình cũng đang hơi nhỉnh một chút. Nhưng mà nhà nào cũng xấu cả, nhà nào cũng có thể chết. Rồi thì Lách Lắm Lông chỉ còn có 40/80 thôi. Rất khó để Lách Lắm Lông anh có thể to hẳn ra được. Nếu mà game thủ meo meo không nhảy 4 sớm và bảo kê nhạc Lách Lắm Lông. Bây giờ những kích lạc đà của Vên Lớp vẫn đang luồn lách lươn lẹo và để la liếm vào nhạc Lách Lắm Lông. À không, như vậy là Lớp la liếm đã nằm sàn trước Lách Lắm Lông rồi. Và Van Lớp là người resign trước. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 3 trong xe đấu thứ 3. Và tỷ số đang là 1 đều. Quá hay một trận thi đấu mà meo meo cầm Hitty để thi đấu với lại trong kia là nhà của game thủ Mỹ Đình cầm Seng. Meo meo đã móc máy và ăn được khá nhiều dân của Mỹ Đình trong trận thi đấu này. Khi Mỹ Đình cầm Seng và để chết về tầm đến
tầm đến 20 thằng dân mà Mỹ Đình không hề biết. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu bản lề trong trận đấu thứ 3. Và nếu mà giành chiến thắng thì các cầu thủ phía team Liên Quân các anh sẽ có lợi thế về tâm lý hơn rất nhiều.